Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về một ít đồ mới của hãng Total. Sẵn ở đây mang nó giới thiệu cho anh em ha. Thì ở trong cái bàn những cái đồ này thì nó có ba cái sản phẩm mới cho anh em, còn những cái kia là mình mang thêm để giới thiệu ha. Về công cụ của Total rất là lâu rồi mình không có giới thiệu cho anh em, đa phần mình giới thiệu Inco nè của Tun Sen nè ha. Còn hãng Total mình rất là ít làm, thì sẵn hôm nay mình sẽ mang lên giới thiệu luôn. Thì mặc dù những cái Total mình cũng để ở cửa hàng cũng khá là nhiều ha. Thì trước tiên giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm mới, đó là cái súng bắn keo dùng pin 12V. Lúc trước anh em mua một súng bắn keo dùng pin á, là nó là pin pin 20V nha. Còn đây là dùng pin 12V ha. 12V là dùng những pin còn to như thế này nè anh em. Đó, 12V là chúng ta bỏ vô chúng ta xài được nha. Thì đối với những cái súng này á, tiện ích chỗ anh em có thể đi bất kỳ đâu không cần nguồn điện là chúng ta có thể chúng ta sử dụng được, chúng ta bắn. Thì nó dùng cái keo như thế này đây ha. Thì keo này thì ngoài thị trường mua rất là dễ anh em ha, 11.2 mm ngoài thị trường rất là nhiều đối với cái keo này đó. Thì cái dòng này thì cũng đơn giản anh em á, cắm pin vô bật tắt lên là nó nóng rồi thôi, vậy chúng ta bóp keo thôi, không có gì phức tạp hết nha, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là cái súng bắn keo dùng pin 12V, mở cho anh em xem ha. Giá cái súng này chỉ có 170 ngàn thôi nha anh em, 170 ngàn thôi, giá khá là rẻ luôn. Thiết kế như này anh em, nhỏ gọn ha, và học để pin nữa ở đây. Hả, chúng ta bóp vô thôi nha, bật công tắc lên và chúng ta bóp nha, nóng lên là bóp. Cái hàng này á, cái nhiệt độ nó cho nóng á, là nó tầm khi mà chúng ta bật đây nè, nó dùng pin 12V ha. Khi chúng ta bật lên từ 3 đến 5 phút nha anh em, khi mà ta bật nguồn lên từ 3 đến 5 phút thì chúng ta mới xài được nha. Thì nằm khoảng 5 phút là nó chúng ta mới bóp keo nó mới ra cái ha. Thì đây dùng pin như thế này, anh em có thể dùng pin Inco hoặc pin Total, chúng ta có thể bỏ vào được hết nha. Rồi đó, sát ha. Đây, giờ bật đặt nguồn lên đây, đèn sáng này ha. Đó, chúng ta chỉ bật lên này tầm 3 5 phút là chúng ta xài thôi nhé, chúng ta bóp keo vô chúng ta xài thôi nè, rất là đơn giản luôn nha. Lúc trước thì có pin 20V anh em, giờ này thì nó có pin 12V rồi để chúng ta xài nha, rất là tiện. Những anh em mà đang có những cái dòng pin này thì anh em có thể mua, thì cái thân máy này không là 170 ngàn, anh em nếu mua pin thêm thì anh em mua pin và mua sạc thêm ha, còn đang là có rồi thôi đó. Ok ha, 170 ngàn cho cái thân máy này nha. Cái dòng này thì nó tương đương với là này, cái dòng này là 18W nha anh em ha. Ủa, tương đương với là 50W chứ đây nè nha, tương đương với là 50W so với cái dòng điện đó này nha. Rồi kế tiếp giới thiệu cho anh một cái búa, thì đây là cái búa nhỏ đinh. Búa là dòng nhỏ nè, dòng này 8 ô sắt của hãng Total. Cái dòng này được đặc biệt ở chỗ là cái dòng trước mắt là dòng công nghiệp nha anh em, dòng công nghiệp. Và trên đây nó có một cái 500 để hít đi nè, anh em bỏ cái đồ đinh vô đây ha, hít để em gõ ha. Và dưới đây nó sẽ có cái búa này thì mặt này nó không có phẳng nha, nó sẽ có những cái hình caro như thế này nè ha, để chúng ta đóng nó sẽ không bị trượt. Đối với những cái này thì chúng ta sẽ đóng những cái sà gò hay những gì đó, nó không cần đòi hỏi phải thẩm mỹ anh em. Ví dụ như chúng ta đi ra đóng bàn ghế là không có được, đóng bàn ghế mà chúng ta đóng đòi hỏi cái thẩm mỹ nó không bị móp méo á, thì nó không có được, cái này không có đáp ứng được ha. Cái này thì đối với chúng ta đóng sà gò hoặc đóng những cái chi tiết đinh vào những cái sản phẩm mà chúng ta không cần phải thẩm mỹ á, thì chúng ta dùng cái này nha. Nó có cái 500 hít đây, kẹp đinh vô đây ha, chúng ta gõ. Giờ này là 8 ô sắt, giá bên cửa hàng mình bán có 80 ngàn thôi, hàng công nghiệp nha anh em. Cán búa thì làm bằng sợi thủy tinh nha đó. Ok ha, rồi rất là đẹp luôn nha. Dòng 8 ô sắt thôi, giá chỉ có 80 ngàn, khá là mềm. Cán búa nó có phủ một cái lớp bóng rất đẹp anh em ha. Đầu này nhỏ đinh nè nha. Rồi 80 ngàn cho cái búa 8 ô sắt như thế này. Kế tiếp giới thiệu cho anh em dùng cái dòng búa lên 16 ô sắt. Cái dòng này nó vẫn là do búa nhỏ đinh giống như hồi nãy anh em, 16 ô sắt nha, 16 ô sắt. Cái dòng này thì bên cửa hàng mình bán là 102 ngàn, nó vẫn có cái đồ này để bảo đinh cho người ta đóng ha, chuyên đóng đinh nè. Rồi đây, cái mặt ở dưới đây cũng là hình caro ha. Đó, đầu búa nè, thiết kế nhỏ đinh ha. Đây, dòng mình lớn hơn nha anh em. Đó, lớn hơn. Nha. Ok ha, 102 ngàn cho cái búa này.
nha. Anh em mua búa thì mình có búa to to 102 ngàn hoặc là 80 ngàn á, của gia đình ha, là người bán họ sẽ biết. Rồi cái tiếp giới thiệu cho anh em thêm một cái dòng búa, đây là cái dòng búa đúc nguyên khối của hãng Thổ Thồ, giá 240 ngàn đó, đúc nguyên khối như thế này luôn. Dòng là dòng công nghiệp anh em á, nãy giờ mình giới thiệu dòng công nghiệp không á, đúc nguyên khối từ trên tới dưới luôn anh em á, nguyên cái này nè, đây chùm cái cao su vô đó, nhỏ đinh ha. Này búa này cán phẳng nè nha, đó, cái búa này thì nó không có đầu gập đinh, giá 240 ngàn cho cái búa này nha anh em, rất là đẹp luôn. Nó là nguyên một cái khối nha, nguyên cái khối luôn, nên chúng ta không có cần phải sợ gãy cán búa hay gì ha. À, khó nó độ mà gãy cái này lắm anh em, cái này nó đốt nguyên khối mà chứ nó không phải hàng nha, đốt nguyên khối rất là đẹp, hàng công nghiệp industrial ha, dòng công nghiệp đó, 240 ngàn. Búa này 16 ô sắt nha anh em đó, anh em mua cái búa này về xài là miệt mài luôn, không biết chừng nào mới hư. À, quá đẹp. Rồi hết búa rồi mình tới kìm đi, thì trên đây mình có mang thêm hai cái kìm này, giá khá là mềm nè và khá là tốt luôn nha. Đối với những anh em nào xài gia đình, anh em cần một cái kìm kẹp gì đó ha, đơn giản thì đây là lựa chọn phù hợp, giá 10 inch thì có 85 ngàn thôi. Dòng này dòng 10 inch nha, kìm bấm chết 10 inch, cái dòng này làm bằng thép carbon. 10 inch này anh em ha, tương đương với 25.4 á, 85 ngàn cho kìm bấm chết mỏ cong ha. Ngoài ra anh em có thể mua cái kìm mỏ dài, những anh em mà thợ hàn ha, chúng ta có thể dùng cái kìm này chúng ta kẹp để chúng ta hàn được ha, đối với những sắt la mỏng anh em ha, kìm kẹp là ngon lành luôn ha. Đó, giá con này là chỉ có 75 ngàn thôi, kìm bấm chết mỏ dài ha, của hãng Total. Đó, đây là cái dòng mà cũng là bằng thép carbon luôn, dòng 9 inch, thiết kế rất là nhỏ anh em, nhỏ gọn này đây. Đó, ngon lành ha. Mỏ dài thì nó thiết kế nhiều, tới ứng dụng nhiều cái này ha. Chúng ta có thể kẹp một cái gì đó ha, rồi ta đưa vào như thế này, anh em chấm hàng ha, ok ha, chúng ta có kẹp vào ta đưa vào chấm hàng, hoặc là ở bên kìm mỏ dài ứng dụng vậy thôi, hoặc là mở những con ốc gì nó nhỏ nhỏ, đồ cứng nó không có cao thì ta có thể đưa vào trong kẹt này, mà để chúng ta mở thiết kế mà bản nhỏ này, ví dụ chúng ta mở một con ốc gì đó ha, cái khoảng này hai này chúng ta thả hết như này thì nó cũng nhỏ thôi chứ nó không có lớn. Thì mình đo cho anh em cái khoảng hành trình này nó bao nhiêu đây, mình đo nằm trong đây nha, lên tầm khoảng cả 30 ha, đó cỡ 30 nha. Nếu anh em mở ốc 30 là nó ngàm ra từ đây là vô 30 là vừa rồi, chúng ta mở ha, đôi lúc nằm những cái mỏng này mỏ nhỏ này nè, ta kẹp nó dễ ha, kẹp vô ta làm đó, ok ha. Giá cái kìm này rất là rẻ luôn em, có 75 ngàn thôi đó, rất là rẻ rồi. Kìm bấm chết mỏ dài mỏ nhọn á, mỏ dài đi 75 ngàn, kìm bấm mỏ cong 85 ngàn ha, hãng Total. Rồi kế tiếp giới thiệu anh em một cái kéo cắt ống nước nha, kéo cắt nước này là dòng lớn nè anh em, dòng này hàng công nghiệp ha, nó cắt được cái phi từ 3 đến 42 đây má, phi từ 3 đến 42 đó, cái lưỡi nó có vát cạnh cong đây em ha, có vát cái cạnh cong như thế này nè, đây nè, đây mình không có gỡ được ha, cái lưỡi nó có vát một cái cạnh như này chứ nó không có thẳng nha, lưỡi không có thẳng mà cái lưỡi nó thiết kế dạng cong như thế này, nó có một cái nhọn này để chi khi anh em đưa ống nước vào đây nè, anh em ấn xuống là cái cong này nè nó sẽ ấn vô cái ống nước là trước rồi thì nó mới ăn ra, nó dễ ăn hơn, còn có những cái lưỡi thẳng ha. Đó 146 ngàn cho cái keo cắt kìm cắt keo cắt ống nước này hãng Total ha, 146 ngàn anh em đó, keo cắt ống nước Total 146 ngàn. Rồi cái tiếp giới thiệu cho anh em hai cái bút mà quên, hai cái mỏ hàn, đây là hai dòng mỏ hàn công nghiệp của hãng Total. Cái dòng này là dòng là mỏ dẹp 60W anh em, cái dòng này nè anh em để ý, cái mỏ này dẹp nha, cái anh em cần mỏ dẹp thì đây lựa chọn, đây là lựa chọn phù hợp nè, 60W, giá này có 118 ngàn thôi, dòng mỏ dẹp hàng công nghiệp 60W đó, thời gian nóng từ 3 đến 5 phút là chúng ta có thể hàn chì được rồi, hoặc là anh em dùng ấn cái mỏ này để chúng ta có thể là hàn nhựa ha, những anh em là dùng cái mỏ dẹp để hàn nhựa hàn đổ á, tùy theo ứng dụng công việc của mỗi người thôi. Anh em muốn mỏ dẹp thì cái hàng lấy con này 118 ngàn, hoặc là anh em muốn hàn chì mỏ nhọn nè, dòng này 100W nha, dòng 100W cũng là hàng công nghiệp luôn, cũng là từ 3 đến 5W ha, đây là hàng công nghiệp, dòng điện 2 50 60 Hz, giá là 155 ngàn nha nè, 155 ngàn đó nè. Rồi ok, hai cái mỏ hàn, một cái là 150 100W giá là 155 ngàn, và một cái mỏ dẹp 60W 118 ngàn. Cái tiếp giới thiệu cho anh em hai cái kìm lưỡi cưa kiếm, hai cái này mình về cũng khá là lâu nè,
Những anh em đang cần một cái dĩa cưa kiếm này giá rất là rẻ anh em. Dĩa cưa gỗ nha, cái dòng này dài 150 mm và cưa sắt cũng 150 mm luôn. Hai cái này đồng, hai cái này đựng một cặp một dĩa mà giá chỉ có 30 và 40 thôi. 30.000 cho một cái cặp cưa gỗ anh em á, 30.000 cho một cái dĩa cưa gỗ như thế này. Nó rất là rẻ. Dòng nó ghi đây là dòng long line ha, tuổi thọ cao là cắt gỗ anh em, này là chỉ cắt gỗ thôi. Đó, cắt nhanh nữa nè. Đó. Ok ha, 30.000 cho một cặp lưỡi cưa kiếm gỗ và 40.000 cho một cặp lưỡi cưa sắt. Thì đây cũng là cắt sắt nè anh em ha, đông lai tuổi thọ lâu nè. Rồi đó, cái okay, 1,5 tấc. Rồi anh em mua thì anh em có thể liên hệ ha. Và cái tiếp đây là còn cái bút này là bút dò điện anh em. Cái này thì nó sẽ không có dò, không có dò âm tường được nha. Cái này chỉ dò với ai với nóng với lạnh thôi, bên ngoài thôi anh em. Cái dò này thì không có âm tường được. 148.000 cho cái bút này. Này không không có chọt vô cái ổ điện luôn, chúng ta để bên ngoài như nóng là nó sẽ chớp, vậy nguội thì không có chớp nha. Nó có đèn, nó có đèn led thôi. Dòng này bán cũng khá là nhiều nên mới bỏ hai pin này vô chúng ta xài thôi. Đây mình không có khui được thử đó, tại tên bán nhiều rồi ha, chứ không phải là hàng mới. Những cái dòng này nó không phải là hàng mới tinh mới về Việt Nam, nó không phải vậy ha. Hàng này cũng bán khá là nhiều rồi nè nha. 148.000 cho cái hút dò điện này nhá. Đây, dò tới 1.000 V luôn anh em nha, dò tới 1.000 V luôn á, từ 12 V đến 1.000 V ha. Đó. Rồi 148.000, anh em lưu ý cái bút này là chỉ dò dây bên ngoài nha, xác định như nóng như lạnh thôi, không có dò âm tường. Anh em lưu ý chứ mua về dò âm tường không được, quay lại trả là mất công ha, mình nói rất là rõ luôn. Nhiều anh em nghe không rõ rồi cứ mua về đi dò âm tường không có được nha. Rồi ok, anh em đang có nhu cầu về cái sản phẩm nào thì cứ liên hệ với mình ha, số điện thoại dưới được mua hàng. Giá bên cửa hàng mình bán là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm ship nha anh em. Anh em mua thì mình cứ gom gom lại ha để đỡ tốn tiền ship. Còn anh em mua một món thì cái phí ship nó tính vô trong đó rồi thì nó sẽ so ra nó sẽ cao ha. Còn anh em mua nhiều món gom lại phí ship có một lần ship thôi. Nó rẻ hơn. Ok ha, em nhu cầu liên hệ. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.